Thì anh em mình vào mình chia sẻ anh em cái này là tiếp tục bọn anh em thợ. Anh em thợ bị con xe này nó hằn. Và lúc sáng nay đã gọi điện thoại cho mình và người anh em ấy mang lên. Mới mang lên tức thì. Thì anh em mang lên thì anh em phải để xe lại nhá. Đôi khi dặn như thế này mình mới giúp được này. Thì người em trai này bảo tháo ra vệ sinh hậu ga hầu như hết rồi. Bô e lọc gió nhưng con xe này đề được nhưng không lên ga không nổ nha. Đấy, các bạn nổ máy được nhưng lên ga nó sẽ không nổ. Đấy, chơi con xe Vision này. Đấy. Nó đôi khi có rất nhiều bận nha anh em. Rất nhiều bận. Rồi cả nhà chia sẻ cho nhiều anh em cùng gặp để chúng ta biết. Đấy, anh em thợ này tay nghề có khoảng 7 năm rồi nha. Mà các bạn không có thiết bị gì các bạn kiểm tra và các bạn không có chuyên môn thì các bạn sẽ bị ăn hàn. Được chưa? Cái này nó có 3 cái ban bận luôn thì mình sẽ chia sẻ hết cho cả nhà chứ không có giấu giếm gì, 3 ban bận. Để cho khóa học cuối tháng 12 này nó được thành công và tốt đẹp. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và ủng hộ. Đó, cả nhà chia sẻ. Thì nồi tiếp tục em đang rửa giấy và đồng thời tiếp tục gia công cho anh em nhé. Cái công rửa giấy này nó khá là vất vả này. Anh em thấy không? Đó. Đấy, bán bộ nồi lời các bạn được vài chục ngàn. Thật sự nó rất vất vả. Anh em thấy tẩy không? Láng o như ngọc trinh này. Đó. Rồi tiếp tục mình lại gia công. Rồi. Này tí rồi lấy một mét. Bán đi không? Quên mất. Thấy chưa? Rồi. Chia sẻ đủ 100 người mình chốt. Coi thấy anh em đẹp đẽ luôn nhá. Thông số ok luôn. Đó, hiện tại mình mới thay cái bơm vào. Bơm nó chết bơm này. Thấy chưa? Thứ nhất là anh em không có đồng hồ đo. Áp bơm nó còn khoảng 1,5 kg. Thì bơm này Vision K44 lắp chung luôn cho đời 22 nha anh em. Cái đời đề từ K44 các bạn sẽ lắp chung cho những loại đề lao. Ộp một phát ăn ngay. Đấy, tụ bơm mình bán cho các bạn này. Giá các bạn biết rồi đúng không? Bộp cái ăn ngay. Rồi con xe này vẫn có hiện tượng như vậy. Chúng ta đụng cái là nổ này. Em bóp thắng anh cái. Giờ rất dễ nổ đúng không? Bây giờ rất dễ nổ rồi. Rồi em bóp thắng giúp anh cái. Rồi ok chưa? Nhưng lên ga chết máy. Đó, bây giờ nó nổ được rồi. Một cái nguyên nhân là bây giờ đã nổ được rồi đúng không? Tiếp tục chia sẻ với cái này nó chỉ là nốt nhạc. Bóp thắng em. Rồi. Lên ga. Chết sặc chết. Nó không có gì mà to gớm cả. Thì số lượng like phải chủ trên 100 anh em nhá. Rồi đầu tiên là cái sai lầm của các bạn. Đề dai khó nổ. Và bây giờ nó nổ rồi. Nó vẫn chưa lên ga được. Tí nữa mình sẽ chốt ban. Rồi cái bơm này thì nó khá giống là của K44 loại loại ngắn. Thì là sai lầm của các bạn là các bạn không có đồng hồ đo. Rồi mình đã thay cái tổng bơm nguyên bộ. Xe này cứu bồ thôi. Thứ hai các bạn đi cái buji này buji đều. Đây. Các bạn có nghĩ rằng ra ngoài phụ tùng mua cái buji này đúng không? NBK R có liền trở đúng không? Ký hiệu độ hở 9mm. Nhưng buji này buji đều nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Đấy. Đấy chưa? Chết ở cái buji đều là cái thứ hai. Cái này mình thay buji rồi nhá. Mình thay buji cũ thôi. Nhưng buji nó còn chất lượng. Đấy, đây. Đấy các bạn nhìn thấy cái buji này là biết là chất đều rồi, nhìn này. Anh em chỉ cần nhìn thế này thôi, các bạn này mới thay này. Nó sét này, hen dỉ này. Đấy là cái chất này nó không tốt. Đó. Đấy à, xe ga các bạn chơi buji này các bạn chết. Hàng hôm nay mình rất là nhiều hàng, hôm nay phải mười mấy toa. Hôm qua anh em chốt hàng về nồi niêu son chảo, đồ chơi, máy chẩn đoán. Mình cảm ơn tất cả những tấm lòng của anh em, nhưng mình chia sẻ là thật. 100 người đi ạ. Đây là hai nguyên nhân các bạn chết ở trạng thái motor bơm và thứ hai là cái buji đều. Bây giờ con xe này vẫn tiếp tục chưa lên ga được. Mình sẽ chốt luôn cho các bạn 100 người.
Tiếp tục để máy em. Đụng phát nổ thôi. Bây giờ là cựa quậy là nổ. 3 tháng phát nữa em. Nhấn nút đề, FI mà. Bơm bây giờ đã đạt rồi, lửa đã tốt rồi thì đụng là phải nổ. Đó là quy luật chúng ta làm xe ga, chứ không cần phải lên ga để nhồi. À, nhồi trừ khi áp yếu, kim hoặc là dàn hơi không tốt nên chúng ta phải nhoài ga. Rồi, được chưa? Lên ga này, chết. Sạc chết. Ờ, 100 người. Rất đơn giản cho con xe Bison này, không có gì hết bởi vì nó là đề lao. Cục IC này các bạn lắp chung với AB đầu bò. Và IC này các bạn có thể remap, nạp cho nó cái file. Thì nhà mình thì mình bán đồng hồ xịn thôi, mình xài đồ đều. Bởi vì em nhỏ này, các em muốn sử dụng cái đồng hồ này. Em bật bật lên cho anh ấy. Nổ máy luôn, để anh kiểm tra áp bơm. Nổ luôn, nổ luôn. Rồi. Rồi, áp bơm nha anh em. 2,9 kg, 3 kg. Đẹp chưa? Bởi vì mới thay mà, đây mình thay cho các bạn luôn. Các bạn cần motor bơm, các bạn comment. Đâm cái bơm xuống dưới. Đây, hàng rẻ chất lượng nha. 70 người rồi, 30 người nữa được không ạ? 30 người nữa rồi, anh em chia sẻ mình chốt luôn. À, nhưng kéo ga lên sẽ sạc. Đây. Nó không chạy. Đây. Cho anh em ở đây luôn, mất công anh em bảo là rồi, được chưa? Đây. Đấy, anh em này thợ này bảo xúc hồng ga hết rồi. Này. Đó. Rồi, cái bơm này thì mình đã bán cho anh em thì anh em test. Nếu mà nó sai thì anh em đổi cho mình 4 sợi dây ở đây. Được chưa? Mát, nguồn, mát và tiếp tục là dây bơm xăng. Đấy, thì anh em hãy phao xăng thì anh em hãy đổi lại. Zin của nó là nó sẽ là đỏ ngoài cùng và đen, và đỏ và đen. Thì anh em hãy đổi lại dùng để cho nó trùng cái màu dây ở đây. Đây. Đó, dây màu nâu sẽ là IC nâu sọc đen, IC dập mát. Và dây kế tiếp nó sẽ là dây màu đen sọc trắng 12V. Thì anh em về nhà lắp mà nó không bơm ấy, bơm ngược ấy, thì anh em đổi lại cho mình 2 sợi dây, 4 sợi dây này. Đấy. Còn cái nào mình đã đổi rồi như thế này thì nó đúng. Lấy anh cái bộ trong ghế tiếp, trong ghế nhá. Chứ không phải là nó hư, nó không bơm đâu. Đấy, sợ về nhà các bạn bảo ừ, thử vào nó không bơm. Thì các bạn đổi cho mình sợi dây này. Rồi, thì các bạn chia sẻ đi, đủ 100 người mình chốt. Trong kia kìa em, trong cái bàn làm việc. Rồi, 20 người nữa anh em ơi. Xăng dởm cái gì? Ra bài luôn, xăng này ngửi được. Ngửi được mùi xăng dởm hay không mà anh em. Mình làm nghề tới phút này làm xăng mình phải có cảm giác. Đấy à. Đấy. Hoặc là mình có thể mình hút, mình tưới ra đất. Nếu nó bay nhanh, đó là xăng chất lượng. Còn nếu nó lâu khô, đó là xăng có được pha thì anh em phải có cảm giác. Đây. Thì cái bơm này của Vision này, do cái người gắn cái 4 sợi dây này vào nó bị sai. Anh em đổi lại cho mình chút xíu. Đấy, do người ta gắn sai này là đỏ đen. Rồi thì anh em sẽ gắn lại là đen đỏ. Đúng không? Đen đỏ, đen đỏ. Đấy, chứ về nhà các bạn đôi khi và mình chưa đổi dây, các bạn lại cắm vào các bạn kêu không bơm. Nó có bơm nhưng nó không có bơm ra ngoài. Motor vẫn kêu nha. Đây. Đấy thì anh em hãy đổi lại. Đen đỏ dùm. Để nếu mà Tính Tuấn nào chưa đổi ấy, thì anh em đổi dùm chút. Thấy chưa? Đó.
Chia sẻ đấy cả nhà, cho đủ 100 cái cho nó phê. Xe nó không chạy, nó bảo nó mệt rồi, nó không chạy nữa. Mười mấy người nữa thôi, chia sẻ nào. 17 người nữa, chia sẻ đủ cái chơi luôn. Mười lăm người nữa thôi. Bơ mày rẻ anh em ơi, comment Zalo em nhá. Đây. Đâu rồi? Mười người nữa thôi, mười người nữa là cán đít rồi ạ. Mười người nữa thôi ạ. Đây, mười người nữa thôi nhá, mười người nữa thôi, tăng tốc lên. Rồi, 10 người nữa thôi anh em ơi, comment 10 người nữa thôi. Cài đặt độ cao, đời em làm nghề từ bé giờ chưa biết cài đặt độ cao, độ thấp, anh Vi Nguyên ơi. Riêng em không biết thì không biết có làm được full sound điện tử không, đời em chưa biết bao giờ cài đặt độ cao, độ thấp. Và đời em từ bé giờ làm nghề chưa biết đồng bộ họng ga bao giờ hết. Nếu làm những con xe FI, đời em như vậy. Chứ không phải là hộp ga phát là em kéo độ 1, độ 2, em chưa bao giờ chơi. Thế anh em chia sẻ đi, em chốt cho cái là xong. Đấy, cái này là thợ mang tới nha. Đấy. Chúng ta chia sẻ cho em vài nhóm. Đây là thợ mang tới nha. Đấy. Chia sẻ em vài nhóm nữa thôi, cho đủ 100 người là chúng ta chơi luôn. À, để ăn cơm trưa. Chơi luôn. Chia sẻ cho nó đủ cái là chơi luôn. Thì em trai này bảo em chẳng có cái gì anh ạ. Máy thì không, đồng hồ đó áp bơm không, tay nghề 7 năm rồi, nó hằn em mấy ngày nay. Thì đúng rồi, con xe này gặp tình trạng như vậy mà nếu anh em không có chuyên môn nó hằn ngay. Rồi, áp bơm hằn phát đầu tiên. Buji ham của rẻ. Đúng không? Cứ ra phụ tùng này mẹ em ơi, đồ này ngon lắm. Chị bán Buji NBK có R có điện trở nha em. Thì mẹ xịn lắm. Rồi, về nhà thứ nhất đắn lửa tè le. Chết, các bạn tin tưởng Buji mới. Được chưa? Đây, cái này mình đã trà sơ qua rồi, mình thử này. Nó vẫn đen thùi lùi. Rồi, xúc bắp. 4 người nữa thôi, đủ 100 người chơi. Rồi. Rồi, 4 người nữa thôi, chia sẻ cho em đi. Đồ. À, cái này các bạn giá làm súp bắp luôn quá. Đấy, rồi các bạn đăng lên cái hội đúng không? Người ta bảo áp bơm. Đủ mấy áp bơm ok rồi. Rồi thắng này bảo em ơi xúc họng ga vệ sinh. Đúng không? Tôi rút hết ra luôn, khỏi họng ga. Rồi thắng này bảo em ơi đủ mấy cài đặt độ 1, độ 2. Rồi thắng này bảo em ơi kiểm tra nấm thì bẻ xúc bắp. Chắc xì rụt hết. Rồi bây giờ nó không chạy về cảm biến van cầm chừng nhăn và TBS. Nó cái quan trọng là đây, mục tiêu nó là xỉa xuống. Nổ máy tiếp. Được chưa? Đây.
Rồi tiếp tục lên ga đúng không? Chết TB mà. Rồi vẫn dậy. Mô bên sườn thì gặp anh loại trừ rồi chú. Rồi được chưa? Rồi. Khóa học này anh em đăng ký đi, nó nhiều cái hay lắm. Rồi, chụp buji. Chụp buji đúng không? Rồi thì bây giờ em sẽ kiếm sợi dây em cột cái tay phanh này lại cái đó đi. Em chơi cho anh em từng bước một. Rồi do xe này bóp thắng bên trái nó để em sẽ bóp luôn. Được chưa? Rồi em để lại. Nguồn 5V thì đương nhiên FI sẽ mất hết nha bạn Tú Nguyễn. Rồi xe theo ông Thiết xe máy thì chụp buji. Bỏ luôn cho đánh lửa trực tiếp. Rồi và các bạn thay được cái buji và các bạn lại sai lầm ở cái chụp này nữa, các bạn chết rất nhiều ở trong hái cái chụp. Nhưng cái này xài còn được. Đây buji các bạn thay đúng không? Chụp nè. Rồi các bạn chết ở cái chụp đây luôn. Mò về. Được chưa nào? Rồi tôi sẽ bật ballast lên. Rồi ok. Chụp này là không còn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Rồi bây giờ tôi theo anh Thiết xe máy, tôi bỏ luôn cả chụp cả buji của người ta ra rồi. Tôi kích lửa trực tiếp luôn. Được chưa? Rồi tôi nhờ người em trai này. Rồi em cho sát vào luôn, sợ mắt anh em bảo xa tia lửa điện. Đúng rồi, em cắm vào luôn. Rồi đấy, người anh em này cắm vào luôn rồi, cho anh em tin tưởng luôn, rồi được chưa? Rồi lên ga này. Đó. Đây sát luôn. Rồi. TB không phải luôn nha. Rồi em gắn lại cái chụp luôn. Hơi ngọt chút rồi, gắn lại cái chụp, trả lại cái chụp luôn. Rồi, bỏ vào luôn, khỏi cần gắm cao su. Rồi, oxy kê. Đó, thấy không? Bóp thắng đi em. Rồi, bóp thắng đi em. Rồi, ok. Theo cái anh em Thiết xe máy chụp buji. Và trong này là cái chụp buji xịn luôn. Được chưa? Chúng ta sẽ chơi từng bài một cho anh em. Rồi em trai lấy cho anh cái buji, chụp buji xịn này luôn. Rồi OCK nhá. Hàng này hàng ok ấy, hàng tháo xe ra đây này. Vô. Rồi. Cắt luôn cái đầu luôn em. Chơi cho nó thẳng tắp luôn. Đó. Làm cái nghề này không cho anh em sai sót. Bấm cắt. Rồi, OCK. Chụp này chụp 125 nha anh em. Yên tâm, hàng xịn mà. Hàng để mình để thử á. Rồi.
Chặt chưa? Rồi. Bây giờ vẫn hộp nhẹ nhẹ thì lên thôi. Đó, các bạn nhẹ nhẹ tay nó lên được. Này. Đó, nhẹ nhẹ tay được, vẫn còn chết đúng không? Loại trừ chụp buji nhá, đỡ hơn một chút xíu. Bây giờ nhịp được rồi nè. Rồi, ga cuối không có nè. Bóp thắng anh cái nữa em trai. Có thắng. Giờ đủ mà hết đèn rồi luôn. Đây. Rồi. Bật cái này buji đen thùi lùi luôn. Đó. Rồi, ok. Đó. Bay móng chân luôn hả? Rồi, cái thứ ba đúng không? Chúng ta làm nghề mà. Nó phải ok cái đã. Áp buji chụp. À. Có ngày các bạn hàn chết. Tiếp tục. TB thì không phải TB đâu, TB lấy TB ra rồi. Nó mà ngọt thì chết TB. Ôi giời, mô bịt sườn mặn mà. Anh em yên tâm. Rồi các bạn nhìn ở đây nè. Nhồi em. Ôi trời, sao ướt dữ vậy. Nhồi em. Ôi giời ơi. Camera cho sát chút. Rồi nhồi em. Rồi camera nó hơi bị xa nha, anh em nhìn không thấy đâu. Nhồi em. Ôi giời ơi, cái này không phải là nó bị thiếu xăng. Cái này không phải là bị hụt ga. Cái này anh em phải hiểu đó, nó xì đè. Rồi, tắt bật em. Đó. Cái này chúng ta phải nói là cái từ làm FI này gọi là bị ngộp. À, xăng nhiều quá nó bị ngộp. Chứ không phải là cái này bị thiếu xăng. Rồi, em kích đè nào. Thôi. Đấy, anh em nhìn thấy không? Rồi, OCK. Chờ tôi chút. Ủa mà ra bận ngay có gì đâu. Lấy cái kim cũ theo tiêu chuẩn là đây là kim là OCK này. OK. OK kim. Đấy. Kim này là kim test. OK. Có tháo kim rồi chưa? Rồi, anh em này nhanh tay tháo kim ra rồi. Ô xì kê, kim này có chấm nè. Rồi, em lấy cho anh Minh Nhất. Bùi anh Minh Nhất. Kim này là kim OK. Rồi, anh em thợ tới đây thì motor bơm để cho anh em kiếm 100.000. Tiền bắt bận 100.000. Và tiền cái kim này quá hợp lệ đúng không? Anh em này tí lấy xe 100.000 thì câu. Rồi bơm xăng để cho anh em giá thợ luôn. Kim giá thợ luôn, lấy 100.000 uống nước. Rồi. Rồi được rồi em. Không có reset, re-ex gì cả. Ở đây không có reset. Rồi kệ ông nội nó báo lỗi, kệ cha nó luôn. Không quan tâm cái lỗi. Rồi thả tay em. Dạ em ống hơi dài lên thêm chạy cái thùng. Rồi.
tiếp tục ở thẳng em, chưa gắn TV mà. Rồi, sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh em, xe này gặp rất nhiều vấn đề. Rồi, đầu tiên chết là ra đây. Được chưa? Vấn đề thứ hai, mua cái tội mua buji đều. Rồi, buji đều. Cái thứ ba, cái trục. Rồi. Thì các bạn phải hiểu trục buji là gì. Chúng ta cứ nghĩ rằng nó sẽ là một cái đường truyền, sẽ là một cái cầu nối. Được chưa? Ở bên này sẽ đi ngang qua một cái cầu. Cái cầu phải ok thì các bạn mới qua sông. Nhưng khi các bạn lên cái cầu này, các bạn đi thì cái cầu này nó gặp trục trặc ở đây. Nó rất nguy hiểm cho anh em, có thể là rơi cầu. Bởi vì cái cầu này nó không còn chất lượng. Bởi vì lâu ngày gỗ nó sẽ mục. Thì các bạn bước chân thụt thò, loạng choạng, nó sẽ sập và rớt xuống sông. Và sông sẽ cuốn các bạn đi. Đúng không ạ? Thì năm sau thì chúng ta lại có cái rỗ. Thì cái trục buji này nó đơn giản là thế. 3 phát. Cái xe này nó hành tới anh em tới 4 phát. Đặc biệt tới tiếp tục là cái kim này. Gọi là cái từ nó bị ngộp. Đó. Cái từ ngữ là chúng ta đang nói sai ở vấn đề là anh Tuấn ơi lên ga không được. Nó bị hụt ga. Nhưng cái này không phải là do hụt. Mà cái này nó bị ngộp. Bởi vì xăng nó quá nhiều. Đấy, xăng nó thốc xuống quá nhiều nên gọi là cái từ nó bị ngộp. Xăng nhiều quá thì chúng ta đốt không hết, xăng nó sẽ thừa, nó sẽ sinh ra là ngộp. Đấy, anh em phải hiểu không, chứ không phải là tay ga thì Toán ơi đùa quá mình lên xe này bị hụt. Hụt là sai. Rồi đấy, 4 ban bật được chưa, chưa kể là xúc bắp nè, mô bin nè, TBS này, lối IC này. Đó là làm cái nghề này nó quan trọng như vậy. Bỏ ra tham gia khóa học 1 triệu ngay vào cuối tháng 12 này. 1 triệu 3 khóa sẽ là 3 triệu rưỡi. Combo chọn gói 3 triệu rưỡi. Đấy, 7 năm. Các bạn ở đây đừng nói 7 năm. À xin lỗi, anh đây làm nghề mấy chục năm rồi. Xin lỗi, anh làm nghề mấy chục năm rồi? 30 năm rồi. Rồi, anh này 30 năm rồi. Đó. Còn riêng anh này, anh bảo anh làm nghề 30 năm. Cậu lúc nãy bị hành con xe này 7 năm. Đó, nên cái này là tất cả là một cái bài học. Không phải là làm nhiều hay làm ít. Chúng ta phải chia sẻ lẫn nhau. Để mang lại cái nghề này nó ok hơn, hoàn thiện hơn. Đúng không anh lớn? Đúng rồi. Đúng rồi. Không học tới thì sao biết. Đúng rồi, không học tới thì không thể nào biết. 30 năm nếu các bạn không gặp cái này, không ai chia sẻ, không học thì các bạn sẽ không bao giờ biết. Cái gì phải có thời chứ. Rồi, thank you anh. Đó. Đủ có 4 phát này. Ở dưới cầu G ấy. Dưới 110 đẩy lên đấy. 4 phát. Hành mới có 2 ngày thôi. Lên đây từ 7 anh em bảo bao nhiêu phút? 30 phút. Cái này nếu các bạn làm thực tế thì chưa tới 30 phút. Bởi vì các bạn biết đồ thử, các bạn chơi. Thì 30 phút ra bận. À. Rồi xe này thì đã thay lâu rồi. Rồi thay luôn cái lọc xăng của SE. Rồi. Các bạn phải mở cái trục này ra này, các bạn mới nhìn thấy bên trong nó như thế này. Rồi, ok. Xem buji này còn đủ hít không. Ôi, đây chết ở đây nữa này. Ôi giời ơi. Má, các bạn làm nghề tôi thấy lấy cái tay này mà chụp vào đây rồi các bạn không có cảm giác. Các bạn chụp cái chụp buji vào, các bạn phải lấy tay các bạn lôi ra coi nó có chặt không. Ôi. Đồ quá chết do số. Đây. À, tôi nhét cứng nhắc vào luôn cho các bạn mất công bảo tôi gờ này. Nè. Đây.
không? Cái ngà mà trong này nó bị sét rồi. Đấy, cái phe cài trong này nó bị sét rồi, nó không ôm vô cái gai này được. Chết. Đồ làm nghề toàn là các bạn giết các bạn không. Xong. Em trả lại cái kim cho nó, tí nó lên anh bảo nó đồng ý nó thay kim. Rồi anh cơm nghỉ ngơi, mua cơm chưa? Đâu rồi? Rồi bỏ đây tí vít. Để đi thôi. Đây đây đây. Đấy. Rồi anh tập rút đi, anh xoay cái này, anh này anh lắc. Rồi anh rút lên, rút kịp chú bạn, dí đây, dí này vào đây. Rồi thay lên, 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 rồi rút dây lên. Bóp bóp rồi. Rồi anh lắc. Anh cầm này, cầm chặt. Cầm này chặt, rồi lắc. Xoay, vừa kéo ra. Ôi giời, đấy ăn 30 năm thì phải ăn hết. Ờ. Đó, thấy không, ăn chua. Rồi đúc cái kia vô. Đây đưa cho anh đúc vô. Rồi anh tập đúc cái đó đi. Đúng rồi, lắc. Xoay lắc. Vừa lắc vừa nhét vào, có nó ọp vào chưa? Được chưa? Rồi em bỏ vào. Đầu thử phun xanh ra năm ngoái. Đầu lại, tao dồn này đi. Tao dồn thử đi. Kéo cái dây vô. Rồi vô. Ai chưa có gì chưa? Rồi lắc vô, lắc vô, nó rách cái xin. Đây. Rồi ông coi đáy hả? Rồi coi đáy đi. Đây đi chào. Nó đâu có phun rồi. Bài anh đã kích đâu? Anh chưa đề mà. Anh chưa đề chưa có tín hiệu sung chứ. Rồi. Chưa chơi mà nó ào ra anh hiểu không? Xem. À. Cái này là anh chưa chơi mà anh đã ra rồi, anh hiểu không? Chưa chơi mà ra rồi đấy. Do nó dễ hiểu. Bởi vì sinh lý anh yếu. Rồi tí anh em nghe thợ tới bảo bây giờ cái bộ bơm là bây giờ là 350. Ok, bây giờ nó yếu. Bây giờ chú thay không? Kim 400 nữa là 750. Đấy. Đấy, về nhà lấy bao nhiêu thì lấy. Rồi cái chục Fuji chú đi mua. Anh thay chú cái kim. Rồi 750 ra lúa. Không có đẩy xe về. Lấy 100 ngàn tiền công anh em, quá chơi quá đẹp thợ mà. Quá lấy 100 ngàn chiều uống mấy trái dừa. Mà mình đã bảo anh em rồi. Làm cái nghề này ấy, nó hoàn toàn là sự thật. Bình Tuấn like ở đây đâu có chia sẻ clip, đâu có chỉnh sửa đâu. Anh em hiểu không? Còn bình thường ấy, để mình quay một cái clip đấy, để mình đăng lên YouTube hoặc là một cái hội, thì có thể là mình chỉnh sửa video. Cái này là like trực tiếp trên cái fanpage, mình xử lý cho anh em, chẳng có giấu cái gì cả. Mong rằng các anh em gặp lại cái ban này thì các bạn làm thành công thôi, các bạn kiếm được nhiều tiền. Nhưng bây giờ tay nghề các bạn làm 7 năm, 30 năm áp bơm các bạn không mua không được thì chết. Sáng là cô em kia tầm tuổi có khoảng 25 tuổi. Nó bảo nó học nghề năm mười mấy tuổi. Hỏi em có đồng hồ đó áp bơm không? Không anh. Thì cái máy chẩn đoán không hỏi rồi. Rồi áp bơm các bạn không có. Rồi bây giờ các bạn có áp bơm đi, các bạn gặp cái ban này xong, các bạn về nhà thay bơm xong, đủ các bạn lại gọi tôi ngay. Đủ anh Tuấn ơi, đủ mà em về nhà em thay bơm 3 kg rồi ăn đề vẫn không được, à đề vẫn được mà lên gã hụp. Rồi, đủ bây giờ biết tôi biết cái gì giờ. Đủ mà sai lầm của các bạn là cái mô bin thì các bạn thử ok rồi, chết các bạn là ở cái gì, cái bugi. Đủ các bạn lại alo cho tôi, anh Tuấn ơi thì em thay cái bugi mới rồi. Hỏi cái chụp ok không? Tôi đâu nhìn thấy cái chụp. Rồi các bạn bảo đủ mấy chụp còn ngon. Rồi tới tôi mới biết là ok hay là không ok. Anh em thấy không? Nên nhiều lúc anh em làm nó chưa hết bài, anh em cứ bảo là mày ok. Có mà ok chỉ có bao cao su thôi. Đấy, bao cao su còn chưa ok đâu.
Anh em mua cái loại mà rẻ tiền thì về nó còn bục bao cao su luôn. Anh em hiểu không ạ? Bao cao su đều ấy. Ở ngoài dán cái mác là ok. Chơi Sida bỏ mẹ. 2.8 3.2 anh, 3 kg là đẹp. Đa số Honda sẽ là 2.8 3 kg nha anh. 2.7 3 kg xài được, 2.5 kg cũng xài được, nó hơi bị yếu. Đấy là cái cách để tôi chia sẻ cho các bạn cố gắng sống. Và cái ăn này ở đối diện tôi đâu có giấu. Đấy, ăn này làm nghề 30 năm. Tôi cũng chia sẻ hết. Thì lộc ai người ấy hưởng thôi. Đấy, đâu sợ đâu. Ờ, ăn ơi cái này bị đái, ngày mai ăn bị hằn, anh khỏi cần nhờ tôi. Anh qua ủng hộ tôi với Kim. Hoặc là cái motor bơm vừa rồi, Vision chết, anh qua tôi bán cho anh đấy. Về nhà anh thay, anh lấy bao nhiêu đó là việc của anh đấy. Mẹ chúng ta sống cho thoải mái. Nhiều thằng mẹ tôi thấy, mẹ nhiều lúc thấy tiệm này đi học đủ của thằng này thằng kia, đặc biệt học của Tay Ga Đình Tuấn thì mẹ ghen ăn tức ở. Sống ở đời thì mẹ giàu rồi, phải để cho thằng nghèo nó ăn với. Đấy, có nhiều thằng nó chê tôi, bảo thì mẹ dạy sửa phun xăng thì tử biết cái đéo gì mà dạy. Bảo tầm các bạn thì mẹ tới đây đánh với tôi, mẹ chưa chắc đã thắng. Đấy, để cho anh em nản lòng. Mẹ giàu có rồi, mẹ người ta khổ, phải cho người ta kiếm miếng cơm. Tôi chia sẻ hết. Thì mẹ tôi ghét nhất là với cái thằng thì mẹ đa phần mẹ mô men xoắn công suất thì mẹ cc bao nhiêu, chạy ở cái giải vòng tua máy bao nhiêu, mẹ nói công thức tính toán. Rồi, đang livestream chia sẻ, chúc anh em tí có gì thì comment. Thì cái nồi hiện tại bây giờ đang bị cháy hàng, anh em nào đặt comment vui lòng liên hệ, mỗi người vài bộ, toa nó khá là nhiều. Cảm ơn tất cả tấm lòng của anh em, mình thì thật. Để có gì là mình nói luôn, nó chẳng có bao giờ phải đi mẹ phải nít nọt. Nó thẳng tính chơi cho nó dễ. Anh phải kiểm tra đạn hơi. Nếu xăng có thì anh phải kiểm tra tỉ mỉ cho em cái xăng nó có ok không này. Tầm cam này. Đúng không? Những cái xe mà xo nít, những cái xe mà máy đứng ấy, thì anh phải kiểm tra tầm cam. Đấy, xăng có lửa có thì anh phải kiểm tra dàn hơi nó phải ok. Nó sẽ nổ thôi. Đồng hồ, đèn chất không bao lỗi gì cả. Nó sẽ nổ bởi vì hoạt động của xe ga nó chỉ có thế thôi mà. Rồi, nhu cầu gì? Bơm, lửa, kim. Tốt, anh kiểm tra kỹ cho em cái phần hơi. Đó. Nó là ok ngay. Đấy, anh em phải cố gắng tỉ mỉ. Nên đôi khi chúng ta làm nghề chúng ta phải bị hằn, hằn rồi chúng ta mới thành công. Xin chào anh Phạm Văn Huy. Rồi, 2.8 là ok anh. Alo. Xe em chết cái kim phun mấy bộ motor bơm nhá. Nó tầm khoảng 700-800 ngàn em, do cái kim nó mắc đấy nha. Bộ bơm ấy, bộ bơm anh lấy rẻ em 300 mấy ấy. Lên đây anh thử cho mà coi, cái bơm nó cũ mà, hai đứa mày mới thay cái buji, cái chục buji nó cũ mày không thay luôn mà. Đúng rồi, nó bị 2-3 cái đấy. Báo khách hàng với vậy, lâu ngày kim xăng thì tư vấn với khách hàng lâu ngày nước chảy ắc đá sẽ mòn rồi, nó phun phịch phịch mà nó ngộp mà. Rồi tụ bơm thì nó đâu có hơn 1 kg mà, nó đâu có nổ đâu. Nhá. Rồi báo khách đi và trả lời anh xe ok vậy, lên mà lấy. Và làm nghề cái cuộc sống này nhiều anh thợ đừng bảo tại sao nhanh thế. Đừng bảo thì mẹ sao mà nhanh thế, lấy tiền nhiều thế. Nó ra bận, có không có thì đẩy xe quay đâu. Kể khách hàng. Mẹ ra bông, đưa tiền kiểm tra. Gọi là cái tiền khám bận đấy. Rồi tôi xét nghiệm cho ông rồi, mẹ cái này là ung thư phổi. Giai đoạn 1, ông có chữa thì chữa, không chữa đi về, phải đưa tiền khám. Bắt bận là phải chết. Thank you.
thì cứ lâu lâu có cái ban này hay thì mình chia sẻ thôi, không biết trước điều gì và không biết cái giờ nào để hẹn. Thế là sung sướng rồi. Chiều nay là ship vài con sò mắt tun. Rồi con máy này len keng, Thanh Kiều em trai ở Huế ủng hộ 5,5 triệu tặng nhóm học online, quá tình nghĩa đúng không? 5,5 triệu V9. Bảo anh ơi, nghe anh có hai con MST, có cái nào rẻ rẻ không? 5,5 triệu em bản V9 mới len keng. Anh ơi có hỗ trợ em online không? Ok. Khoái. Đấy, đời thế thôi. Vậy con máy này tôi đổi của anh em, thật sự bây giờ tôi bán một con, tôi lời một con, tôi tặng online hai người. Cuộc sống quá ok gì nữa. 5,5 triệu. Nhiều lúc còn lỗ há mồm, nhiều lúc thu vào 6 triệu bán 5,5 triệu. Rồi máy này 5,5 triệu, có anh em ở Huế chốt, xạo anh em làm gì. Đời tôi thì chẳng bao giờ biết xạo. Đây tôi xin phép giấu tên. Được chưa, anh này ở Huế này. MST cũ đúng không, V9 được mang số series, tôi vi nhầm 5,5 triệu, mùng 7 tháng 12 chốt, chiều nay gửi. Rồi sáng anh này chốt con Spartoon ngày mùng 7 tháng 12 còn nợ lại 2,8 triệu. Anh này đưa trước 16 triệu còn 2,8 triệu, 3 ngày nữa phải đưa cho tôi. Không 3 ngày nữa tôi xuống tiệm lấy máy về ngay, bởi vì lời hứa của tôi nó phải dứt điện. Đấy. Cái Spartoon này là vừa rồi cúng gà đấy, hôm 30 đấy. Hôm nay mùng 4 đẹp ngày mới cúng gà. Rồi Spartoon bản R được mang ký hiệu 167202, nợ lại 2,8 triệu. 3 ngày phải đưa tiền. Đó là cái quy luật làm ăn, nó phải có tiếng. Đấy, không thể nào chạy được. Bởi vì anh em còn phải nhờ tôi, bởi vì gần ở đây, nợ 2,8 triệu, chuyện bình thường. Tặng cho cái app bơm. Đó. Nhóm học online. Khó cái gì lên anh giúp. Rồi, kiểm tra máy. Ồ, quá rẻ. Rồi, V9. Sống hết tâm với anh em luôn. Thì like cái thì anh em chốt tôi. Đây V9. Phố núi còn một con nữa anh. Con này remap. Con này giả lập. Con này làm được key. Con này nó sẽ cao hơn một chút xíu. Em cũng tặng online luôn. Đây con này sẽ là cái bản cao hơn. Remap. Đấy còn một con này. Con này nó sẽ cao hơn con kia. Em sẽ tặng online luôn. Đấy, chiều nay em đi có mấy máy thôi. Đấy còn một con. Con này có remap nha anh em. Con này có giả lập. Hôm qua em đã live stream là Kim Phun này, Mobi Sườn này, CKB này, VS. Rồi chiều nay cảm ơn người anh em ủng hộ cái bản N 8,5 triệu tặng online luôn. Rồi cái bản này bản rẻ tiền nha anh em, 8,5 triệu. Rồi và nồi niêu em sẽ kít bì và chiều nay lên toa. Và anh em thắc mắc với em cái bản này sau này có nâng cấp có dễ không? Sau này các anh chỉ cần có cái máy tính hoặc mượn cho em cái máy tính, em sẽ cập nhật cho anh em từ xa. Lên cái bản tùy theo anh em lựa chọn. Và em sẽ ra cho anh em số tiền. Lên bản R nữa là bao nhiêu? Lên bản F là bao nhiêu? Lên bản N là bao nhiêu? Cái bản này không làm được Spooky. Đó, hơn 8 triệu em cũng tặng anh em nhóm học online. Và cái này mở tour được 23 cho tới 25. Con mở tour đấy được nhiều dòng xe không? Dòng xe số thôi anh. Và xe A Black và Vision, Winner, Sonic, Future. Rồi, vấn đề để chiều tối nay em sẽ chia sẻ lại cho anh em vấn đề mà anh em gọi xôn xao cho em, vấn đề trả góp. Trả góp ở đây không đồng có nghĩa là sao, các anh phải làm được điều này. Không phải là dễ để làm được cái thẻ tín dụng để trả góp. Thì tối nay em sẽ nói sâu hơn cho anh em.
Ôi trời ơi. À rồi, em xin phép trả lời anh Trinh Ngọc Hùng. Tất cả bây giờ một con xe anh em làm hơi làm xúc bắp, đặc biệt là những dòng xe Future, WRSX, C, Jupiter FI, nó sẽ không bao giờ để được garanti, đúng không? Phụ thuộc ở đây là tùy theo thợ tiện xoáy quả bê tông, nó nặng thì đương nhiên động cơ sẽ phải bó hơn là bình thường. Cái thứ hai là các anh phải reset, là khôi phục lại IC. Và cái thứ ba, các anh phải nổ máy và các anh phải chỉnh vít gió từ từ. Đấy, các anh phải làm được ba yếu tố nó sẽ có garanti ngay. Bởi vì những dòng xe đấy, garanti chúng ta mở to vòng tua máy nó sẽ không được lớn như những dòng xe ga. Nó 1.400 hoặc 1.500. Thì lúc này chúng ta xoáy động cơ bó, đúng không ạ? Ì thì vòng tua máy sẽ rớt. Nhiều lúc để garanti nó nhỏ hoặc đồng thời nó chết luôn. Thì các anh phải kiểm tra xúc bắp ok, các anh phải reset. Đó là cái nguyên nhân. Cái đặc biệt nhất là các bạn phải chỉnh được cái vít gió. Đó. Là anh em sẽ ok thôi. Dũng Lăng có sờ mắt tôi này hơn 6 triệu. 6 triệu mấy. Các bạn có giả lập thêm cáp cho anh em đầy đủ thì em mới tặng được online. Nhớ nhá, tài liệu thì không. Bởi vì cái máy này em trả lời cái gì cả. Tặng anh em nhóm học online. Còn máy mới là tặng. Còn bây giờ vấn đề anh em muốn trả góp. Có vài người không giải thích anh em rõ thì tối nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cách trả góp không đồng như thế nào. Chúng ta làm ăn với ngân hàng thì chúng ta không phải là đơn giản được, đúng không? Làm ăn là nước. Chúng ta muốn làm cái thẻ quẹt. Quẹt phát chi phí. Đó. Đi ăn uống 3 đêm nay chi phí khoảng 10 triệu, 15 triệu. Thì trong cái thẻ quẹt của anh em phải có dương 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu. Thì muốn làm được cái thẻ quẹt đấy thì anh em phải giao dịch với ngân hàng thường xuyên. Thì ngân hàng sẽ làm cho anh em cái thẻ quẹt. Hoặc anh em có tiền dư tiết kiệm gửi ngân hàng, ví dụ dư khoảng 50 triệu, nó làm cho ông có thẻ quẹt 40 triệu ngay. Đấy, hoặc là người thân của chúng ta hay giao dịch với ngân hàng, có để tiền trong ngân hàng vài trăm triệu, 1 tỷ. Thì ngân hàng sẽ sẵn sàng cho anh em làm cái thẻ quẹt tương ứng với số tiền anh em đang có ở trong ngân hàng, hoặc là ít hơn. Còn bây giờ anh em mình là thợ sửa xe, 5 thợ 10 thì chẳng bao giờ giao dịch với ngân hàng, được không ạ? Thì chúng ta chỉ cần giấy chứng minh ra chúng ta làm thì không bao giờ được. Đấy. Làm cái thẻ quẹt tín dụng hoặc là thẻ Visa nó khó hơn là chúng ta mua trả góp một cái điện thoại hoặc là một cái tivi hoặc là cái máy giặt ở trong điện máy săn hoặc là thế giới di động và khác. Chúng ta miễn sao còn giấy chứng minh và đưa trước khoảng vài triệu lấy điện thoại về, chúng ta có thể đi bán ngay. Đó là chuyện bình thường. Còn làm ăn với ngân hàng, chúng ta cần cái thẻ tín dụng, thẻ quẹt thì chúng ta phải có tiền thừa trong đấy. Thì người ta mới đưa cho các bạn cái thẻ quẹt và trong đấy có khoảng 5 đến 10 triệu. Đấy, thì các bạn mới trả góp được, thì hàng tháng các bạn quẹt nó sẽ trừ đi. Còn anh em chúng ta chỉ cần giấy chứng minh này ra ngân hàng thì sẽ không được, bởi vì chúng ta hiện tại đang có không đồng. Ô, mình có cái gì thế chấp để mình làm cái thẻ quẹt thì nó cực kỳ là khó. À, thẻ Visa được. Còn nếu anh em hay giao dịch với ngân hàng, nó sẵn sàng mở cho anh em cái thẻ ngay, nó này nỉ anh em ngay, nó cần anh em đi tiêu tiền bớt. Nó cảm thấy ở trong ngân hàng anh em có số dư thì nó tự động nó sẽ này nỉ anh em, nó làm cho cái thẻ Visa hoặc thẻ tín dụng cho cái anh đi quẹt thoải mái để tiền nó sẽ bớt đi chẳng hạn như vậy. Ngân hàng mà đấy. Anh em nghe rõ chưa?
Giang hồ đồn gì có cái máy Smart Tool chuyên để remap mấy cái phần mềm ở trên cái máy tính thôi anh em. Giang hồ gì anh em? Có gì anh em cứ gọi đây. Nó như thế này làm quẻ thẹt này, miễn phí này. Đây. Đây này. Đấy. Cái này nó làm cho anh em miễn phí ngay. Anh em hiểu không? Đấy, cái này thì các bạn làm thẻ quẹt mà nó làm cho miễn phí hết, tha hồ đi quẹt. À. Rồi, ngày 7 tháng 12 này. Làm nhẹ cái 300 gửi này. Đó. Về tối nay em sẽ. Rồi thì anh em cần gì máy móc thì anh em truy cập vào Zalo luôn. Có con máy này anh em nào có chốt thì lấy luôn. Nhá, em tặng nhóm học online. Và anh em xem trên cái lịch tương lai. Chúng ta cần bổ túc thêm cái nhóm gì thì chúng ta comment, mất tiền nhá, tùy theo nhóm. Nhóm 1 triệu, 1,5 triệu, nhóm 2 triệu chẳng hạn như vậy. Anh em nào combo 3,5 triệu. Miễn phí cuối năm kết thúc. Rồi bây giờ cũng là 1:20. Tuấn xin phép được tạm dừng clip video tại đây. Chúc toàn thể anh em buổi trưa ngon miệng. Mình về nhà mình vài miếng cơm ra mình lên toa. Toa hôm nay khá là nhiều. Cảm ơn mọi người. Xin chào. Chứ không phải là cầm giấy chứng minh ra ngân hàng phát nó phẹt cho mình cái thẻ. Nó biết mình ở đâu. Nó biết mình đấy nhưng nó không chơi kiểu đấy. Chơi với ngân hàng thì người ta phải có cái cán. Anh em phải có số dư thì người ta mới cho mượn. Còn anh em muốn chơi tín dụng Visa thì anh em chơi ở ngoài thì anh em chết, bởi vì nó khá là cao. Thì thủ tục của nó cực kỳ đơn giản, chỉ cần cầm cái này rồi 20 tiêu ăn. Ở bên ngoài mà, nhưng cái đó nó khá là vất vả. Để chúc toàn thể anh em thành công. Nó còn ít đây nữa này. Đấy. Sáng bán máy mới làm lật phạt người ta trả nợ anh em ạ. Tiền nó phải để đây. Đây này. Đấy. Nó gần tim. Ok anh Nguyễn Tùng, chiều nay em sẽ trả ăn đơn hàng. Nhất trí, ok anh em. Chiều nay em làm hết khả năng. Đủ phê quá, chia sẻ cái bay khoảng 30 phút rồi. Tiếng rồi. Biết sao anh em ủng hộ mình là khoái rồi. Anh em đừng sợ thiệt. Máy cái gì các bạn cứ phone này phát mất khoảng 5 phút. 5 phút chúng ta nói chuyện cho dễ bằng Zalo. Tiết kiệm gì mấy ngàn anh em. Muốn làm ăn, muốn trao đổi thì đôi khi phải mất vài ngàn tiền cạc. Cho nó dễ làm ăn. Anh em hiểu không?